Thì hiện tại trên tay mình đây đang cầm một chiếc iPhone 11 hàng chưa qua sử dụng. Mặc dù iPhone 11 là ra đời năm 2019, nhưng hiện tại đây trên tay mình đang cầm một chiếc máy chưa qua sử dụng. Nó đẹp như một chiếc máy mới, nó mới sạc không lần mới một lần. Thì nó không khác gì một chiếc máy mới cả. Đây, các bạn có thể nhìn này. Máy bóc hộp ra như thế nào thì máy này nó giống y chang như thế. Và máy này ấy, nó mới active đâu đó được khoảng tầm 3 tháng thôi nhé. Cho các bạn xem cái số series của máy nhé. Đây, mình sẽ dùng cái phần mềm cho các bạn xem nó còn bảo hành đến tháng 4 năm 2025 nhé. Đây nha. Bảo hành đến ngày mùng 8 tháng 4 năm 2025 có nghĩa là nó mới active đâu đó được khoảng tầm 3 tháng. Các bạn hình dung không? Mới active được 3 tháng và mã là mã M nha. Có nghĩa là bản thương mại. Bản thương mại còn bảo hành có nghĩa là máy này nó có hộp. Nhưng cái hộp người ta không vận chuyển về thôi. Đó. Thì ở đây trên mặt bàn mình có rất nhiều những cái máy như thế. Tất cả đều là hàng chưa qua sử dụng, pin 100% sạc mới có 1 lần 2 lần. Và đều còn bảo hành của Apple hết, đều là mã M hết. Đó. Thì nhiều người nghĩ đấy là sao nó bây giờ nó lại vẫn còn những cây máy mà còn bảo hành của Apple mà lại còn mã M thế này. Thì mình nói này, có những cây máy tồn kho từ bao giờ rồi bây giờ nó mới bán được. Có vẻ Apple nó cứ sản xuất ra bao nhiêu nó bán hết bấy nhiêu đâu. Thì những cây máy tồn kho đấy bây giờ nó bán dáng thanh lý theo kiểu dạng như thế này. Đây. Đây là một chiếc iPhone 11 kiểu như thế. iPhone 6 bây giờ nó còn có máy chưa active cơ mà. Thì ở đây mình nói đấy, một cây máy hàng new active online đấy, là khi mình active lên nó sẽ có những cái ứng dụng mặc định. Thì cây máy như thế đấy, mình sẽ không cần phải mở ra để kiểm tra, tại vì đấy là một cây máy mới 100%. Nhưng một cây máy đấy đã active lên mà nó không còn các cái ứng dụng mặc định ấy, thì nó chỉ được gọi là một cây máy chưa qua sử dụng. Và gọi nó là chưa qua sử dụng vì nó chưa được sạc, chưa được dùng. Chứ thực tế ra là nó đã vào tay một người, người ta active nó lên rồi, sau đó nó mới vào tay mình và mình active lại lần thứ hai. Thì đã vào tay người khác rồi đấy, thì nó gọi là máy cũ. Và khi nó vào tay mình ấy, thì bắt buộc mình phải mở ra để mình kiểm tra. Ví dụ như một con máy như này nhá. Bây giờ mình sẽ lấy cái tuốc mới kiểu như này nhá. Mình vặn nó ra đấy, thì cái con ốc gần như không có một tì vết gì cả. Các bạn có soi thoải mái, các bạn không nhìn thấy cái vết xước. Đây, mình vặn cho các bạn nhìn nhá. Đây là cái tuốc mới thôi. Đó, mình vặn cho các bạn nhìn này. Nó không hề có một tì vết gì cả. Thì ở đây nếu đặt giả sử cây máy này vào tay một cái người, người ta mở nó lên mà nó bị lỗi, người ta sửa chữa, người ta vặn nó ra khéo léo như thế này, sau đó người ta sửa, thì mình biết làm sao được bên trong nó có zin hay không zin. Thế nên là những cây máy mà đời dưới iPhone 15 vào tay mình ấy, trừ hàng active online, còn lại mở ra kiểm tra hết. Ví dụ như cây máy này. Đây bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem nhé. Mà nhiều bạn cứ nghĩ đấy là mở ra nó mất đi cái app zin, mất đi cái doang zin, rồi nó mất kháng nước. Thì bây giờ mình sẽ mở thử cái máy này cho các bạn nhìn nhé. Đối với một con máy kiểu dạng như này nhá, mở ra cái doang app zin nó vẫn còn nguyên. Và khi các bạn đóng lại đấy, app cực kỳ căng, không khác gì app zin cả. Đây, cái đoạn này mình mở nó sẽ hơi lâu, thì mình sẽ tua cho nó nhanh đi một chút nhé. Đây, sau khi đã mở ra xong thì xác nhận cây máy này nó là hàng zin nguyên bản. Vì sao? Tại vì bên trong nó sạch sẽ, không một tí vết gì cả. Màn zin, men zin, vỏ zin, pin zin, tất cả mọi thứ zin, doang áp zin. Đó, doang áp zin vẫn còn nguyên nhá. Cái phần này này, đó các bạn đừng kéo nó ra thì nó sẽ không hề bị rão nhá. Và bây giờ khi các bạn đóng màn hình lại đấy, áp sẽ cực kỳ căng, không mất đi một tí hơi nào cả. Và bây giờ mình sẽ đóng lại và mình test áp cho các bạn nhìn nhá. Mình sẽ mút luôn vào cái phần ốc mà mình vừa vặn ra nhá. Cái dòng iPhone 11 này nó là màn hình LCD, nó sẽ lõm màn hình xuống. Đây mình test cho mọi người nhìn. Đấy, mọi người thấy chưa? App cực kỳ căng luôn. Mà đây là app zin 100% nhá. App zin cực căng. Và bây giờ khi vặn hai con ốc này lại nhá, vặn cẩn thận, hai con ốc nó sẽ không hề xước sát bất cứ một tí gì cả. Thế nếu chỉ nhìn bên ngoài, nhìn vỏ này, nhìn ốc này, nhìn màn này, thì làm sao biết được cái máy này có zin hay không? Đặt giả sử cái người thợ người ta làm khéo như mình làm như này này, thì mình nhìn ngoài mình biết làm sao được. Thế nên để chắc chắn ấy, thì phải mở nó ra để kiểm tra bên trong. Đối với những cây máy không phải là hàng new active online thì bắt buộc phải mở ra để kiểm tra bên trong. Thế nhá.